Đây là cái công đoạn mà test led của thầy. Đây là cục nguồn. Led này là loại led full color. Cái loại led này của Đài Loan. Đó, thương hiệu đàng hoàng. Thì thầy sẽ test trên cái bộ nguồn là 12V. 12V và 30A. 33A. Trên một cái bộ khiển đó gọi là led edit. Thì cái bộ này được lập trình kết nối với máy vi tính chúng ta, và có thể lập trình theo cái suy nghĩ của chúng ta luôn. Chúng ta suy nghĩ làm sao thì nó sẽ ra như vậy, bằng cách sẽ lập trình cho nó rồi nạp trong thẻ nhớ này đút vào đây, và nó sẽ điều khiển qua bộ cổng này, cổng data đó, và cấp nguồn. Rất là đơn giản thôi các bạn ha. Cấp nguồn, nguồn của nó là nguồn này đó, nó chạy được từ 5 đến đến 24V. Led chỉ dùng được 12V thôi. Và bây giờ thầy đang test test nó. Ngày mai để cho cái công việc của ta chung suôn sẻ thì chúng ta phải chuẩn bị những cái công tác này để khi ta gắn lên thì ta cũng không phải căn chỉnh nhiều. Nhớ ha các trò ha. Thì đây là những cái bài học sau này thầy sẽ đào tạo cho các em. Nếu theo thầy thì các bạn sẽ đăng ký rồi bấm chuông để các bạn giữ mãi để không phải lạc mất kênh. Và thầy là một người thật việc thật, không phải là nói mà không làm được. Và thầy là một thầy mò, thầy tự học nghề lập nghiệp hết. Có những lúc thầy giảng có nhiều cái cao hứng quá, nó hơi sai, các trò bỏ qua cho, nhưng thực chất là thầy làm được nhiều công trình để đời và để cho các bạn học hỏi. Đó là một cái chính thức và một cái chính đáng. Các trò thầy ha, đây là led nè, và đây là một cái khách sạn. Và cái nghề này á, cái trò biết không, đồ đạc nó lung tung tại vì có mình thầy à, nên không có dọn được. Còn thế nè, thấy không? Và mình điều khiển theo ý của mình luôn nha các bạn. Đó, rồi một lần nữa thầy xin chào tất cả các trò. Thì cố gắng học được nhiều, càng nhiều càng tốt, và thầy sẽ giảng những bài giảng cao hơn. Nếu các bạn rất là nhiều bạn đã yêu cầu thì thầy sẽ dạy những bài học cao hơn, và những bài cơ bản các bạn phải nắm nắm linh kiện. Chúng ta phải nắm linh kiện và cách đo để chúng ta có thể sửa chữa được nhiều thứ trong cuộc sống. Chúng ta sẽ làm đẹp cho đời và đẹp đẹp cho nhà cửa mình hơn. Nhớ đừng quên. Hello, cũng cả các trò. Là cứ nữa. Hello, xin chào tất cả các trò. Hôm nay thầy ngủ ở khách sạn. Rồi test bếp, test đèn led để ngày mai là mình làm công trình. Ngày mai là làm công trình tòa nhà nó cao lắm. Tới 8 9 tầng. Mà bây giờ mình không có kiểm tra trước thì khi đó nó sẽ chậm tiến độ. Mà công việc kiểm tra này á, các bạn biết không, là có ba học trò xin theo làm, thì có ba học trò đó bị trục trặc hết. Bốn học trò xin làm mà bị trục trặc hết vì lý do việc nhà. Và có một học trò hôm nay tới thì cái học trò đó là mẹ của anh ấy, là không may bị té cấp cứu trong bệnh viện và thầy phải đưa về ra bến xe đưa về Sài Gòn nhanh, rồi về Sài Gòn liền. Rồi bây giờ 1 2 giờ sáng thầy phải làm một mình, và để ngày mai cho các anh em thợ đu dây. Thì test led là một cái công việc để cho nó nhanh. Khi cái con led này nè,
nó test đó, thầy phải lập trình bằng cái bộ khiển này nè, thầy lập trình bằng cái bộ khiển này để cho các bạn led này nè sẽ chớp tắt và chuyển màu theo ý muốn của thầy, không ý muốn của khách hàng. Rồi các trò sẽ xem những video căn bản về các linh kiện, sau này thầy sẽ truyền cho các trò biết làm những tòa nhà. Và bây giờ thì chưa được đâu, bây giờ giảng những bài giảng cao các bạn không hiểu đâu, và từ từ các bạn sẽ hiểu được ngành led nó có tầm quan trọng như thế nào và ngành sửa chữa điện tử nó có một tầm quan trọng như thế nào. Nếu theo thầy, thầy sẽ truyền nghề cho và biết cách chế cháo nha, và biết cách kiếm cháo. Led này không có giật, led này là xài led 12V. Đây là cái tòa nhà mà thầy sắp sửa gắn cho nó, tòa nhà màu vàng đó, từ trên đi xuống đó. Hi, hello, xin chào tất cả các bạn. Ô Long đang ở độ cao là hơn 30 mét, bên kia là sân vận động của Cần Thơ. Quan cảnh ở đây là chúng ta có thấy có thể là cây cầu Cần Thơ. Rồi nhìn xuống là các bạn thấy rất là nhiều tòa nhà xung quanh Cần Thơ. Thì rất đẹp, Mường Thanh, khách sạn 5 sao Mường Thanh ở đây. Rồi các bạn nhìn thấy nè, đứng trên độ cao này, Ô Long là thầy mò của các bạn đó, sẽ quan sát và sẽ đo đạc để tính toán cái con đường để đu xuống đây, mình sẽ làm. Thì các bạn cũng biết rồi, công việc leo cao thì nó đòi hỏi một cái an toàn tuyệt đối. Các bạn làm điện là đã an toàn tuyệt đối rồi, còn lên cao nó còn an toàn tuyệt đối hơn là những cái làm điện nha các bạn. Ở đây các bạn nhìn thấy nè, nếu mà bình thường là sẽ chóng mặt lắm á, xe nhỏ xíu xíu, nhìn xuống thấy là thấy chóng mặt rồi đó. Nhưng không sao, ban đầu thì thầy cũng giống như các bạn thôi. Ban đầu thì mình sẽ tập 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, rồi lại 4 tầng, tới 9 tầng, rồi 10 tầng, rồi thậm chí 64 tầng chúng ta có thể làm được hết. Chúng ta có thể nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Các bạn nào mà đam mê ngành led thì các bạn hãy học những cái căn bản nha, rồi sau này thầy sẽ chỉ cho những cái nâng cao. Thì đây là cái khảo sát trước khi mà mình khởi hành ha. Thì sau đây là những cái video sẽ thi công hàng ngày, các bạn đón xem nha. Các bạn đón xem để xem mỗi một cái ngày mà đã thi công rồi thì thầy sẽ quay lại cho các bạn xem. Và cuối cùng tổng kết lại là công trình của chúng ta làm nó đẹp như thế nào và nó lung linh như thế nào ở Cần Thơ. Ngoài những công trình ở Cần Thơ thì thầy còn chinh phục được tất cả các tòa nhà nào mà muốn cần đến thầy. Thầy cũng đã từng làm 30 thuộc, rồi Nha Trang, Đà Nẵng, rồi cũng như là Phú Yên. Nói được, làm được, đó là thầy mò. Các bạn hãy tin tưởng thầy mò và theo những cái lớp học của thầy nhé. Đây là fan hâm mộ của thầy. Fan hâm mộ của thầy tại Cần Thơ uống cà phê. Xin chào tất cả các bạn nhé.